Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với 9 cầu thủ từ U23 Việt Nam, mới nhất là tiền đạo Hồ Thanh Minh, được tạo cơ hội tập thử là những hình ảnh đáng chú ý ở buổi tập mới đây của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Số lượng cầu thủ đông đảo đã tạo nên sự sôi nổi trong buổi tập. Huấn luyện viên Park Hang-seo dành nhiều thời gian để trao đổi với các cầu thủ để nắm bắt thông tin và kiểm tra phong độ. Điều đáng chú ý là ở các buổi tập vừa qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thử nghiệm nhiều chiến thuật mới nhằm tìm ra phương án tối ưu để thi đấu với đội tuyển Nhật Bản. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã thay đổi khá là nhiều những cái chiến thuật trong những cái buổi tập, và toàn đội đang thực sự rất tập trung để chuẩn bị trận đấu tới với Nhật Bản. Anh em toàn đội cũng như là đội trưởng Quế Ngọc Hải luôn thúc đẩy anh em trong đội tập luyện nghiêm túc. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 11 và được đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp cùng phần bình luận trước, giữa và sau trận đấu.